Chào mừng các em đến với tiết học khoa học. Hôm nay cô trò mình sẽ tìm hiểu bài Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn. Nào, chúng ta cùng vào bài. Đầu tiên, em hãy kể tên các loại thức ăn có chứa chất béo mà em biết. Có nhiều loại thức ăn có chứa chất béo phải không nào? Vậy thì chất béo được chia làm hai loại chính, đó là chất béo có nguồn gốc từ động vật và chất béo có nguồn gốc từ thực vật. Điều này các em đã được tìm hiểu qua những tiết học trước. Vậy các em hãy nhớ lại xem chất béo có vai trò như thế nào đối với cơ thể. Chất béo sẽ rút dầu năng lượng và giúp cơ thể chúng ta hấp thu các vitamin như là A, D, E, K. Biến các món ăn rán, chiên hay xào, gia đình em thường sử dụng dầu thực vật hay mỡ động vật? À, có những gia đình sẽ sử dụng dầu thực vật, nhưng mà cũng có những gia đình sẽ sử dụng mỡ động vật. Vậy thì tại sao chúng ta cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật? Chúng ta cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cho cơ thể. Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh như là huyết áp cao, tim mạch. Tại sao chúng ta không nên ăn mặn? Chúng ta cần phải hạn chế ăn mặn để tránh bệnh huyết áp cao. Các em xem, đây là những căn bệnh do biến chứng huyết áp cao như là nhồi máu cơ tim, mù lòa, suy thận, suy tim, mạch ngoại vi và tai biến mạch máu não. Tại sao chúng ta nên sử dụng muối ớt? Các em biết không, cơ thể chỉ cần một lượng iốt rất nhỏ. Nếu thiếu iốt, cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí tuệ. Vì vậy, nên dùng muối có bổ sung iốt. Các em xem đây là hình ảnh của căn bệnh bút cổ. Các em xem, ở cơ thể khỏe mạnh thì tuyến giáp bình thường. Nhưng mà ở cơ thể do thiếu muối iốt thì sẽ bị mắc lòi, bút cổ và tuyến giáp sẽ bị phình ra. Do đó chúng ta cần bổ sung muối iốt trong bữa ăn hàng ngày nhé. Phòng ngừa các rối loạn do thiếu iốt. Iốt là một vi chất cần thiết cho phát triển của cơ thể như phát triển xương, phát triển của não bộ và hệ thần kinh trong thời kỳ bào thai. Nếu thiếu iốt sẽ dẫn đến thiếu hormone giáp trạng và ảnh hưởng tới nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, gây ra nhiều rối loạn khác nhau, gọi chung là các rối loạn do thiếu iốt. Iốt là vi chất quan trọng để tuyến giáp tổng hợp các hormone điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển hệ sinh dục và các bộ phận như tim mạch, tiêu hóa, da lông tóc móng, duy trì năng lượng cho cơ thể. Trẻ em và phụ nữ mang thai là những đối tượng rất dễ bị thiếu iốt do nhu cầu tăng cao. Thiếu iốt ở thai phụ dễ xảy ra sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Nếu thiếu iốt nặng trong giai đoạn mang thai, trẻ sinh ra sẽ bị đần độn, câm, điếc và các dị tật bẩm sinh khác. Đây là những thông tin do thiếu muối iốt. Vậy, nội dung của bài học ngày hôm nay các em cần ghi nhớ giúp cô. Cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Muối iốt giúp cơ thể phát triển về thể lực và trí tuệ. Cần hạn chế ăn mặn để tránh bị bệnh huyết áp cao. Các em hãy ghi nhớ nội dung của bài nhé. Để giúp cho các em củng cố kiến thức vừa được học, chúng ta sẽ chơi trò chơi. Trò chơi đó có tên là ô chữ bí ẩn. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Luật chơi đó là các em sẽ có 15 giây để suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi thứ nhất. Ăn thức ăn có nhiều chất béo dễ gây nên bệnh gì? Câu trả lời sẽ có 7 chữ cái. 15 giây suy nghĩ bắt đầu.
trả lời đó là tim mạch. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 2. Ăn mặn dễ gây nên bệnh nào? Câu trả lời sẽ có 10 chữ cái. 15 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đáp án của chúng ta đó là huyết áp cao. Các em trả lời đúng không nè? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Điền vào chỗ trống, cần ăn chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Câu trả lời sẽ có 7 chữ cái. 15 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Câu trả lời đó là phối hợp. Các em đã trả lời đúng không nè? Ta cùng đếm với câu hỏi thứ 4. Trong muối ăn thường có chất gì? 15 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Câu trả lời sẽ có 3 chữ cái. Câu trả lời đó là iốt. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Từ chỉ hoạt động liên quan đến bệnh huyết áp cao. Câu trả lời sẽ có 5 chữ cái, 15 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Của chúng ta đó là ăn mặn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Muối ăn thường có vị gì? Quá dễ phải không nè? Câu trả lời sẽ có 3 chữ cái. 15 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Của chúng ta đó là mặn. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Vì các em hãy chuẩn bị bài tiếp theo, đó là bài ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn, sách khoa học 4 trang 22 và trang 23. Yêu cầu đầu tiên, các em hãy đọc trước nội dung bài mới. Yêu cầu thứ hai, trả lời các câu hỏi trong bài. Yêu cầu thứ ba, các em tìm ví dụ về các loại thực phẩm sạch và an toàn mà em biết. Cô chúc các em sẽ luôn chăm ngoan và học tốt. Cô chào tạm biệt các em.